Hello, em Đức Vlog xin chào tất cả mọi người nha. Nay em lên cho mọi người một con bê xì 125. Con này cuối đời nha mọi người, đầu 16 á. Cái đời cao thì nó có lỗ mũi với cái nhựa nhám với lại cái màu áo thì nó trùng tiệp với nhau. Đây. Xe này cận thùng nha mọi người. Để chưa có một cái vết xước, vết chạy gì nhiều luôn nha. Ốc tán không có một cái dấu hiệu mở gì luôn nha mọi người. Còn rất là mới luôn. Con này vỏ theo xe năm 2007 nha. Đời này sẽ có lỗ mũi. Từ đời 2004 lên là có lỗ mũi nha mọi người. Cái vàng giữa nhám còn không có vết chạy luôn nha mọi người. Rất là sáng, rất là xịn sò nha. Giữa nhám còn cực kỳ đẹp, chưa qua xử lý gì hết luôn. Tính ra là 15-16 năm rồi đó. Hai chìa 048. Rồi kế tiếp, đồng hồ 17 cây, form dáng yên còn cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Chữ BC đây này nó màu tím. Lốc có vết xước lông mèo một hai chỗ không quan trọng nha. Xe này là chưa vệ sinh, xe kho làm sao là về y vậy luôn nha mọi người. Cái đát vỏ của nó đây, 0307. Cái màu trắng ngọc trai nha mọi người. Nó có cam may đẹp lắm á. Ốc tán trước sau chưa mở nha, chưa có dấu hiệu đụng chạm cờ lê chìa khóa gì hết. Con này là như một con xe thùng luôn. Còn cái bình ở trong hộp chưa gắn luôn nha mọi người. Hôm qua là người ta đổ xăng đảo một vòng thôi là lên 17 cây rồi. Xe mà còn được như vậy là còn rất là hiếm nha. Thấy hình như là chỉ có một vài chiếc trên thị trường thôi. Cái nắp xăng còn 7 màu luôn nha. Xịn sò lắm luôn. Tiếc một cái là anh đã đổ xăng rồi thôi. Xe này mang giá trị sưu tầm nha mọi người. Cao su còn rít chịch luôn, dặn cũng không vô luôn á. Bát yên. Nó chưa hết cái nước gam nữa mọi người. Đóng mở chừng vài lần thôi. Em mở cái khoang máy cho mọi người xem nha. Đây tem mã màu của nó. 411 mà yên zin 100%, yên chưa bấm chi gì hết nha mọi người. Xem cái chốt yên nè, cái nước gam xanh của nó là chưa chóc luôn nha mọi người. Đây là chỉ là giống như một con xe thùng thôi, khoang máy còn rất là sạch sẽ luôn, 7 màu luôn nha. Cái đòn sườn giữa của nó còn 7 màu đẹp, rất là đẹp. Màu trắng ngọc trai. Con này đi rất là thanh lịch nha. Anh em mua sưu tầm thì liên hệ em nha. Số điện thoại em để trên màn hình, cộng 855-978-685-678. App Zalo hay là gọi gì đó, nhớ bấm cái đầu số cộng 855 vô nha. 0107. Vỏ trước sau trùng mã trùng đời nha mọi người. Chưa dấu hiệu cờ lê gì hết. Ở cả con nắp heo, con ốc heo dầu cũng vậy nha. Nói chung là zin 100%. Xe này chỉ thua xe thùng cái là nó đã đổ xăng thôi. Đi được mười mấy cây thôi. Tất cả những chi tiết trên xe đều là những con xe mới nha. Thì có thể mình có thể nói là xe thùng chạy lướt nha mọi người. Siêu lướt luôn. Đi chỉ có 17 cây thôi. Đầu 16 là cuối đời rồi. Mọi người làm một con trắng này, làm thêm một con đen nữa, là một cặp luôn, trắng đen hắc bạch công tử luôn. Cái dòng BZ này nó như một chiếc phi thuyền vậy mọi người, đi rất là nhẹ nhàng nha. Đi phố hay đi đường xa, đi cà phê rồi nhìn rất là thanh lịch, lịch sự nha mọi người. Máy đi cực kỳ êm luôn, chỗ rất chân rộng luôn. Đây cái đầu số của nó cho em cho mọi người xem nha. Có thể là không thấy rõ nhưng mà thấy được số 16 là ok lắm rồi nha.
cổ bô chưa sơn. Nói chung xe này là ghi 100% từ khi xuất xưởng luôn nha mọi người. Đi lâu là cái cánh quạt nó màu vàng rồi, cái đó còn trắng tươi luôn, hai bên luôn. Chưa có dấu dép luôn nha mọi người, chưa gác chân sau luôn nha. Kế tiếp là cái học bình. Cái học bình này có mở ra rồi nha, nhưng mà không có gắn bình tại xe mới rửa nó còn nước nhiều nha mọi người. Cái bình nó còn trong hộp luôn nha mọi người. Nó xịn tới nỗi mà chưa có câu vô nhiều luôn á. Chỉ có chạy một vòng xong rồi đem ra thôi. Cái bình PC thì nó cực kỳ to luôn, điện lớn lắm với cục sạc của nó. Trong như ngoài, ngoài như trong luôn nha. Xe này là hàng sưu tầm luôn nha mọi người. Không cần phải nổ máy. Cái máy nó nổ chắc đứng khoảng hai bước chân là cũng không nghe tiếng đâu. Rồi em xin nhắc lại nha. Honda Bessy 125 đầu 16 cuối đời L7 đi được 17 cây nha. Xe hiện Campuchia nha mọi người, quan tâm thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình để em ship toàn quốc nha. Giấy tờ thì anh em tự lo. Em xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người sức khỏe, công việc hiệu quả nha.